Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin trợ lý Ảo Điểm báo 11 giờ hôm nay 21 tháng 5 năm 2022. Thông tin nổi bật trên báo thanhniên.vn sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Quốc hội cho phép thí điểm tổ chức casino ở những khách sạn từ 5 sao và cho người Việt từ 18 tuổi trở lên đủ năng lực hành vi, có tài chính, tham gia. Ngoài đảm bảo năng lực hành vi dân sự, người chơi phải có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng trở lên, hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3, 10 đến 18 triệu đồng một tháng đến mức thuế suất 15% trở lên theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị, theo cập nhật từ trang vietnamnet.vn, kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9.999 tại SJK và đô duy niêm yết như sau. SJK Hà Nội 68,9 triệu đồng một lượng, mua vào 69,82 triệu đồng một lượng bán ra. SJK Thành phố Hồ Chí Minh 68,9 triệu đồng một lượng, mua vào 69,8 triệu đồng một lượng, bán ra đô duy Hà Nội 68,9 triệu đồng một lượng, mua vào 69,6 triệu đồng một lượng bán ra. Đô duy Thành phố Hồ Chí Minh 68,9 triệu đồng một lượng, mua vào 69,6 triệu đồng một lượng, bán ra. Đến với thông tin dự báo thời tiết hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 21 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm nay đến 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm. Từ nay đến ngày 23 tháng 5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20-50mm trên 24 giờ, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Tiếp theo là thông tin được quan tâm trên trang tuổitrẻ.vn. Chiều 20 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Hiện số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh gia tăng ở hầu hết các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Riêng sốt xuất huyết đã ghi nhận 6 ca tử vong từ đầu năm đến nay. Chuyển sang tin tức thế giới đăng tải trên trang báo vnexpress.net đáng chú ý. Thưa quý vị, phát ngôn viên của văn phòng tổng trưởng lý New York hôm qua thông báo cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp hành quyết định của tòa án và nộp số tiền phạt trên vào ngày 19 tháng 5. Tòa án tối cao bang New York ngày 25 tháng 4 yêu cầu Trump nộp phạt $10,000 cho mỗi ngày quản giao nộp tài liệu thuế và kế toán theo yêu cầu của cuộc điều tra do tổng trưởng lý James dẫn đầu nhắm vào hoạt động kinh doanh của Trump Organization. Thưa quý vị, một gương người tốt việc tốt hôm nay xin chia sẻ đến quý vị về việc nhóm bạn trẻ treo phao bơi trên 6 cây cầu lớn. Nội dung được tóm tắt theo báo mớidinhdi.vn. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy một số người đàn ông treo phao bơi lên khắp các thành cầu ở Hà Nội hôm 14 tháng 5. Cộng đồng mạng cũng liên tục chia sẻ những bức ảnh chụp cảnh tượng này. Trong ngày 14 tháng 5 vừa qua, các thành viên của nhóm đã chia nhau treo phao bơi ở 6 cây cầu thuộc địa phận Hà Nội, gồm cầu Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Ngoài hoạt động này, nhóm còn tổ chức các buổi dạy bơi miễn phí và chia sẻ kiến thức sơ cấp cứu người đuối nước ở Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, thu hút được khoảng 600 đến 700 người tham gia tính đến nay. Được biết mục đích của việc treo áo phao lên thành cầu là để hỗ trợ người có ý định tự tử và người đứng trên cầu muốn nhảy xuống cứu nạn nhân. Nhóm còn chia sẻ thêm việc treo áo phao chỉ là việc làm hỗ trợ, còn mục đích chính của nhóm vẫn là giúp cộng đồng nâng cao nhận thức và hiểu biết về lợi ích của việc học bơi và cách xử lý khi đuối nước. Thưa quý vị, quần đảo Cát Bà là điểm đến mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị trong một khám phá Việt Nam kỳ này. Quần đảo Cát Bà nằm phía nam Vịnh Hạ Long là điểm đến nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Một chuyến du ngoạn Vịnh Lan Hạ trên tàu
Thuyền là trải nghiệm du khách không thể bỏ qua khi đến đây. Vịnh Lan Hạ là một vùng nước lặng, hình vòng cung với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ. Một trong những điểm dừng trên hành trình là các làng chài nổi nơi người dân sống bằng nghề nuôi và đánh bắt hải sản, như làng chài Cái Bèo Ghé Làng Chài. Du khách có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của người dân, chiêm ngưỡng các lời chèo cai ách là trải nghiệm cho phép du khách tự do khám phá vịnh. Nước lặng và trong đến mức có thể ngắm san hô dưới đáy quài thủy hải sản trong lòng bè, hoặc thưởng thức đặc sản tại chỗ. Nếu không ngắm hoàng hôn trên vịnh, gợi ý khác dành cho du khách là chuyến trekking vườn quốc gia Cát Bà vào buổi chiều để thấy mặt trời xuống núi. Thưa quý vị, khám phá kỳ này mời quý vị cùng khám tìm hiểu về tỉnh Fukushima đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn mới như thế nào quý vị nha. Tỉnh Fukushima cải tạo đường hầm qua Anh Đào, đảm bảo an toàn tại nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp và chỉnh chu từng dịch vụ để đón tiếp du khách. Mùa xuân ở Nhật Bản gắn liền với hình ảnh những cánh hoa anh đào. Riêng ở tỉnh Fukushima có rất nhiều điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng. Song, đường hầm hoa anh đào ở Yomiuri lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân nơi đây. Từ niềm mong mỏi của người dân, chính quyền nơi đây đã thực hiện quá trình khử nhiễm khu vực xung quanh trong suốt những năm qua và các hạn chế tiếp cận được nới lỏng một phần vào tháng Giêng năm nay. Vào tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên sau hơn 11 năm dài bị phong tỏa, du khách đã có thể thưởng hoa toàn bộ đường hầm hoa anh đào kéo dài 2,2 km này. Một lần nữa, chính quyền tỉnh Fukushima, phòng xúc tiến giao lưu du lịch và phòng sân bay của tỉnh Fukushima nỗ lực tái thiết mảnh đất của mình. Lựa chọn phát triển du lịch là một trong những lĩnh vực cần đẩy mạnh sau khi Nhật Bản mở cửa hoàn toàn. Sân bay Fukushima là nơi được lựa chọn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Không níu chân du khách bằng những công trình đồ sộ, Fukushima chọn cho mình hình thức phát triển bền vững, thông qua cách đảm bảo an toàn tại những nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và chỉnh chu trong từng dịch vụ nhỏ nhất. Tất cả sự đón tiếp nồng hậu ấy nhằm thôi thúc du khách sẽ quay lại Fukushima, mảnh đất của sự hồi sinh, hòn đảo của sự hạnh phúc. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.